chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt ở một xưởng tiện lọ lục bình, chuyên tiện những lọ lục bình to, lục bình khổng lồ bằng các loại gỗ quý khác nhau các bạn nhé. Như video lần trước mình đã hứa là mình sẽ làm cho các bạn một cái video chuyên về gỗ cẩm vàng. Hiện nay thì gỗ cẩm vàng đang là một loại gỗ rất là được ưa chuộng các bạn ạ. Thì ngày hôm nay mình đến một cái xưởng tiện, anh ấy đang tiện những chiếc lọ lục bình bằng gỗ cẩm vàng. Rất là đẹp ở đây các bạn nhé. Gỗ cẩm vàng thì nó đắt hơn gỗ nam phi, một chút. Đắt hơn từ 3 đến 5 triệu một khối tùy những cái kích thước to hoặc nhỏ khác nhau. Một lát nữa mình sẽ nhờ anh ấy dùng máy và cho các bạn xem cái vân gỗ nó như thế nào các bạn nhé. Đây các bạn xem này, các bạn có nhớ những cái khúc gỗ cẩm vàng mà hôm trước mình quay ở trên xưởng của anh Công à, người ta mua những cái cây gỗ tròn, vanh tầm hơn 200 một chút. Và người ta đã xẻ, người ta đánh dấu đầu gốc và đầu ngọn ở đây hết rồi. Chỉ đợi cái anh thợ tiện, anh ấy làm thôi các bạn nhé. Anh ơi, anh tạm dừng một tí cho em xem cái vân gỗ trong quá trình đang làm nhé. Đây các bạn nhớ không, đây là những cái khúc gỗ mà hôm trước để ở xưởng của anh Công đấy. Là mình đã quay, mình cũng hứa với các bạn là mình sẽ ra những cái video khi mà tiện cái những cái chiếc lọ lục bình này nó sẽ như thế nào nhá. Khi mà các bạn mua gỗ tròn xong rồi các bạn mang đến thợ tiện và các bạn tiện thì các bạn sẽ yên tâm một điều rằng gỗ không có hề chắp vá, không có hề chắp nối mà nó nguyên khối liền cây liền mạch. Trời ơi, nó đã dừng lại rồi các bạn ơi, một siêu phẩm của gỗ cẩm vàng cho lọ lục bình luôn các bạn ạ. Mình chưa bao giờ mình nhìn thấy một cái khúc gỗ nào mà nó lại nhiều vân đến như vậy, mà vân của nó lại đẹp đến như vậy các bạn ạ. Đây các bạn nhìn thấy không? Thực sự đây là một tuyệt phẩm luôn. Nó đẹp xuất sắc, đẹp không tì vết và đẹp không biết là mình phải mô tả như thế nào nữa. Vân của nó nhiều luôn. Các bạn thấy không ạ? Như những cái video lần trước mình có quay người ta xẻ những cái mặt chiếu bằng gỗ cẩm vàng này, rồi những cái mặt để người ta làm huỳnh cửa hoặc là đóng đồ này, thì chưa thấy có một cái khúc nào mà nó lại vân đẹp như thế này và nhiều vân như thế này. Hay là vì được tiện làm bằng gỗ lục bình, được tiện làm lục bình, nó để nguyên cái thân tròn của nó nên là nó mới nhiều vân và nó đẹp như thế này, phải không các bạn? Đó, còn khi chúng ta xẻ mặt ra thì nó sẽ ra những cái vân núi, rất là nhiều đường vân luôn, đúng không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy là nếu mà ở nhà các bạn mà trưng một cái lọ lục bình kiểu như thế này thì tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Đó, thì từ những cái cây gỗ vanh chỉ tầm khoảng hơn 200, có khi là 190, 200, 220, 230, cứ cái tầm vanh của cái cây gỗ như vậy thì các bạn xẻ lục bình để đem đi tiện lọ như này rất là đẹp luôn. Và khi các bạn tự tay các bạn tiện, tự tay các bạn mua gỗ thì các bạn sẽ không bị mua phải những chiếc lục bình chắp các bạn nhé. Đôi khi có những cái cơ sở người ta bán những cái lọ lục bình nó rất là rẻ thôi, thì có thể là cái phần này với phần này là nó được chắp chẳng hạn như vậy, hoặc là từ đây đến đây người ta chắp chẳng hạn, hoặc là cũng có thể người ta chắp cái phần cổ lọ chẳng hạn, phần cổ ở đây chẳng hạn. Đấy, thế nhưng mà các bạn nhìn này, đây nhá, hoàn toàn là từ một khúc gỗ tròn thẳng dài và người ta tiện đây mùn ra rất là nhiều như này, chắc là phải mất thời gian mấy ngày mới tiện được thành như này đấy. Đây rất là nhiều mùn ở dưới đây luôn. Và hiện nay ấy là ở tại cái xưởng này là đang có sẵn 3 đôi, thì trong đó có một đôi của nhà mình, 2 đôi là nhà mình bán thẳng gỗ tròn trực tiếp cho khách để khách mang qua đây, khách thuê, khách tiện. Đó. Thì đây, cái đôi này là đôi của anh Bắc ở Lục Nam này. Đấy. Đôi này, chiếc này với chiếc kia, còn một đôi này là của một anh Vượng này, còn một đôi nữa ở trong kia.
là đôi của nhà mình các bạn nhé. Thì nếu mà các bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa về gỗ cẩm vàng và muốn biết được thêm nhiều hơn nữa những cái sản phẩm được chế tác từ gỗ cẩm vàng thì các bạn đừng quên đăng ký kênh của bên mình. Bởi vì hiện nay như hôm video hôm qua mình đã hứa với các bạn, đã giới thiệu với các bạn là hiện nay ở xưởng của anh Công ở Bãi Ổi, thành Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang đã có thêm mặt hàng bán buôn và bán lẻ cái gỗ tròn ấy, cẩm vàng ấy. Thì các bạn có thể liên hệ để các bạn mua, để các bạn có thể tham gia đóng mua, mang về đóng đồ, đóng khuôn, đóng cửa, đóng đồ. Bởi vì sao, nó cũng chỉ chênh so với lim một chút thôi, nhưng mà nó đưa lại cho chúng ta cái kết quả cũng như là cái thành phẩm nó đẹp hơn rất là nhiều luôn các bạn ạ. Đó, thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của bên mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Nhớ đăng ký kênh của bên mình để có thể là nhận được thêm nhiều những cái video mà mình chuẩn bị phát sóng. Bởi vì là bây giờ mình đã qua cái thời gian bận rộn rồi, bây giờ là mình sẽ tập trung vào những cái việc quay video rồi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mình sẽ view cho các bạn xem thêm một chút nữa về cái lọ lục bình vừa mới tiện xong này nhé. Đẹp quá, đẹp xuất sắc luôn.